Hi, xin chào các bạn. Mình đã trở lại với phần 3 của series là Cuộc sống Mỹ ở Massachusetts nha. Đây, tiếp tục phần 3 là một ngày bão tuyết khác nữa. Mà đợt này á, tuyết rơi nhiều hơn và dày hơn luôn. Còn đây là một ngày tuyết rơi khác nhưng mà nó nhẹ hơn một chút. Trong năm vừa rồi là trong mùa đông vừa rồi á là đã hứng chịu 3 đợt bão tuyết nha. Đợt này á, là đợt thứ ba nè. Đây là khúc mình quay trên đường đi làm á. Cũng không nhiều lắm. Các bạn nhìn tuyết động trên cái cây là các bạn biết là cũng không nhiều lắm ha. Góc này là góc quen thuộc nè. Tuyết rơi lất phất. Trời lại làm đông sang, mưa tuyết ta tơi. Mỗi lần tuyết rơi là mình nhớ đến cái bài hát đó. Góc bên phải đó là tòa nhà đồ sộ, đó là City Hall nha. Hôm nay tuyết rơi nó cũng không nhiều lắm nên là mọi hoạt động vẫn diễn ra bình thường thôi đó. Các bạn thấy đi bộ trên đường chỉ cần mặc đủ ấm là nó không sẽ không bị lạnh nha. Chỉ có ngồi im á thì sẽ bị lạnh thôi, chứ còn đi bộ một xíu là sẽ hết lạnh ngay. Trừ những ngày mà bão tuyết rơi mạnh, rơi nhiều á, thì mới nghỉ làm thôi. Thì một năm chắc khoảng 1 hay 2 ngày như vậy thôi. Còn lại là giống như hôm nay nè. Tuyết rơi nhưng mà vẫn đi làm bình thường thôi. Mọi hoạt động vẫn diễn ra bình thường. Đi làm thì chỗ làm có heat, có lò sưởi cho nên là nó bình thường thôi. Mùa đông như vậy á, mà không đi làm á, mà ở nhà thôi nha, là rất là dễ bị trầm cảm á. Lạnh rồi không nói chuyện, không đi chơi, không có giao tiếp với ai nhiều á. Đi làm á, vừa có thu nhập mà vừa vui nữa. Với lại có vận động này kia, người nó ấm lên. Chứ ở nhà nằm một chỗ là nó lạnh lắm. Đó, các con đường người ta cào đổ muối là ta. Xong rồi người ta cào tuyết á, cho nên là chạy bình thường thôi, chạy chậm chậm thôi, nó không biết sẽ bị trượt tuyết á. Chỉ lưu ý vậy thôi à. Đó, các bạn thấy tuyết phủ đầy cái căn nhà, cây cối, phủ tuyết trắng, phủ kính, phủ tứ bề luôn. Nhưng mà nhìn nó rất là đẹp và sạch nha. Nhìn nó rất là nghệ thuật luôn á. Đó. Đẹp mọi góc luôn. Đi ở trên tuyết rất là mịn luôn. Đây, đằng sau cái parking nè. À, đây đằng trước chứ. Đây, còn đây đằng sau mình thấy á, tuyết nó đóng băng rồi á, nên mình có cái đôi ủng. Mùa đông phải mang ủng nha. Tại vì ở sau Không có là cái mang giày là camera. nó ướt nhẹp luôn á. Hôm nay qua nó có cái Với lại camera nó sẽ coi bị mặt dễ luôn. bị trượt nước lắm, trượt tên, trượt té ngã. Đó. Phải mang giày ủng, ủng như vậy đó.
nó vừa ấm mà nó vừa không bị té nữa. Với lại đạp là hơi phá phá mình đạp lên tuyết. Còn ngay cảnh này nè, đẹp quá trời luôn bạn ha. Hạt tuyết li ti nhìn rất là nghệ thuật luôn á. Các bạn có tin được không? Đây là cảnh thiệt á nha. Đây là góc quay từ nhà bạn của mình. Trước nhà là nguyên cánh đồng tuyết và khu rừng như vậy luôn đó. Còn đây là trước Nhà nhà. hôm qua lại là một ngày tuyết nữa, hôm qua lại là một ngày tuyết Đó, ngập có những trời. ánh nắng ấm áp của mùa xuân, báo hiệu Nhưng mà mùa không xuân có sắp giảm tới hẳn đó hả? các chủ bạn. nhật là chủ nhật là bão Sau tuyết vài luôn, cơn mưa thì tuyết nó tan hết rồi, hẳn chỉ là còn tuyết trên tuyết mấy ở cái dưới đất cây nó thôi. tan Đó, rồi đi cái đôi ổn này mầm non đâm trời mới đi nảy lọc. đọc kinh trời chứ hắn. Có những ánh nắng ấm áp rồi đó, thấy có gọi là gì ta, thấy mùa xuân rồi đó các bạn ha. Ấm, thời tiết bây giờ ấm dần lên, tuy vẫn còn lạnh nhưng mà nhìn nó có khởi sắc hơn. Mùa đông là không thấy được ánh mặt trời luôn đó các bạn. Các mầm này nè, nó đi ngủ xong rồi tới càng ấm lên, lúc càng ấm lên nó sẽ nở bông, nó mà nở bông hết luôn xong rồi bắt đầu bông nó hơi tàn tàn, Những bắt cái đầu nụ lá nó mới lên nha. Tuyết dày đặc luôn. tuyết thì tuyết luôn, tuyết khắp nơi. Lạnh quá trời, lạnh lắm. Hôm qua tuyết rơi nhưng mà không nhiều lắm cho nên là người ta cũng không có đãi muối rồi kè cào chi nhiều hết á. Lắm nha. Mình khoái đi ở trên mấy cái tảng tuyết tuyết tảng băng này, giọng nó kêu rộp rộp nghe rất là giòn luôn á. Đây đóng tuyết. Hello, xin chào các bạn. Đây là mùa đông, là 24 độ F. Là 24 độ F là bao nhiêu độ C ta? Để mình đổi. Bởi vậy người ta mới nói Quá là là lạnh lắm luôn. mùa hè từ 8 giờ tối mà vẫn còn thấy mặt trời nha, nhưng mà mùa đông là Nhiệt 3 độ xuống giờ âm độ tối là C không còn cái thấy mặt này trời tuyết nữa nè. luôn các bạn. Tuyết phủ trắng trời luôn. Mấy cái cây là không thể nào. Nha, mấy cái cây không thể nào mà lên lá nổi hết á. Mọi thứ đã bị tuyết đóng băng hết rồi. Cô mấy cái xe ở ngoài xa là tuyết nó phủ trên cái xe, nóc xe luôn rồi. Còn ai mà muốn đi thì phải cào thôi, cào tuyết mới đi được. Để nó đóng băng hết trơn rồi. Lạnh lắm luôn á. Đó, hạt tuyết li ti. Cái này gọi là mưa tuyết nha. Xíu 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 lạnh luôn. Các bạn bây giờ là 6 giờ, mình đang ở mới tới trạm xe buýt, đang đứng chờ ở trạm xe buýt, rất là lạnh, tức là âm 8 độ C. Bây giờ chắc là âm 10 độ C rồi, rất là lạnh. Oh man, nó lạnh. Cái ở dưới tèm tuyết đóng băng hết trơn luôn. Trời ơi nó lạnh lắm luôn. Trời ơi, hôm nay chắc không biết âm bao nhiêu độ, đông đá hết trơn. Trời ơi.
Trời ơi, mọi thứ nó đông đá hết trơn, rất lạnh luôn. Nó thành băng à, băng hết trơn. À, dạ, rồi đây nè. Dạ, dạ, hả? Hồi nào chị? Người ở bên này đẹp lắm. Hello, xin chào các bạn. Hôm nay là ngày 24 tháng 1. Như vậy là còn... Hi, xin chào các bạn. Ngày 24 tháng 1 là mà Tết 2024 là vào tháng 10 ngày 2. Cho nên là không khí Tết cũng đang sắp sửa tràn về trên khắp mọi miền của nơi mà có người Việt sinh sống. Vì ở Mỹ, Massachusetts cũng vậy. Mọi người đang háo hức tưng bừng để mà chuẩn bị cho một cái Tết thật là vui và ấm áp. Mặc dù ở đây là thời tiết đang mùa đông. Các bạn thấy mình đã quay cái không khí, không gian ở ngoài cái cửa sổ nhà mình. Tuyết phủ kín cái cây luôn. Nhưng mà đợt tuyết này thì còn đỡ hơn đợt tuyết mà đầu tiên. Đợt tuyết đầu tiên là cái cây gấp đôi lượng, tuyết gấp đôi lượng này luôn bạn. Lúc mùa xuân đầu tiên của mình ở bên này thì mình tự hỏi là ở đây có phải là mùa xuân hay không? Nhưng mà cộng nhưng đồng mà thật ra là nam ở bên này vẫn ăn Tết. Là mùa xuân ở bên nha. Mình thôi. Chứ còn ở bên đây thì đang mùa đông lạnh, rất là lạnh luôn bạn. Nhưng mà những nơi mà có cộng đồng người Việt của mình á thì họ tổ chức ở trong nhà thờ rồi là rất là ấm áp luôn, không khí cực kỳ là vui nhộn. Rồi đủ các thể loại màu sắc ở trong mọi đó. Người ta vẫn tổ những chức cái cây những cành cây á có chồi giống như vậy nè, người có ta cắt. Rồi người ta ủ ấm đó. Cái nào mà có màu nó mà thuộc nó nở ra màu vàng, người ta sẽ cắt những cái ưu tiên cắt những cành đó. Hôm nay mình để người ta ủ ấm nó rồi tưới nước cho nó. Thì nó sẽ nghĩ là mùa xuân á, nó sẽ nở ra. Như là cây mai của Việt Nam mình á. Hôm nay nó tuyết đó rồi, cái nào cái này bự ơi là bự luôn. Trời. What? Am I supposed to leave? Where's my mom? Is she practicing in the other building? What's that? Is she practicing in the other building? My mom? I don't know. I don't know where my mom is. No, I'm trapped in here. You should find her. No, no, that's not good for you, honey. I know what the teacher said. If you know where your mom's here, you have to go with them because it's starting to get icy. Find your mom now. Find her. Go find her. Where are you going? Oh, she's really. He's really enjoy. No. You okay? Okay, honey. Yeah. Oh, he's really enjoy the snow. He's ice skating. Skiing? Alex, come inside. Come inside. Your mom is coming to pick up you and Ellie. I already called her. Hai các bạn, nên là mình đi Uber đi làm ngày thứ hai ha. Sau cơn bão tuyết ngày hôm qua, hôm nay thì vẫn còn lất phất nhẹ nhẹ. Nhưng mà nó không có rơi nặng như hôm qua. Chỉ là lất phất thôi. Mọi người vẫn đi làm bình thường nha. Ở đây là thành phố
thành phố Worcester, cho nên là nó những nhộn nhịp nó không có bị ảm đạm á, nhưng vẫn rất là nhộn nhịp luôn, và rất là nhiều cửa hàng nổi tiếng ở xung quanh đây, Double Bear, McDonald's, Domino's, GS Warren, nhiều lắm. Nè, đang trên đường tới cái chỗ làm. Đúng kiểu là mưa tuyết luôn nha. Còn đây là một ngày đẹp trời khác. Có vẻ như là bầu trời đã sáng sủa hơn các bạn. Trời lắm. Mùa đông không thấy mặt trời. Đây là trên đường đi làm về nha. Oh no, đây vẫn là trên đường đi làm. Đang trên đường ta đi tới chỗ làm á. Cái tòa nhà này là 111 Chop House, là một trong những cái quán nhà hàng á mắc nhất cái Worcester này. Một phần ăn chắc cũng phải 150 đô trở lên không á. Mà nó rất là ngon luôn, mình có cơ hội thưởng thức một lần rồi, rất là ngon. Ở bên đây á hả, mọi người lái xe là phải rất là cẩn thận, quan sát xung quanh, để đặc biệt là phải nhường đường cho người đi bộ. Mặc dù là họ đi bộ, họ qua đường bất cẩn, họ không có cẩn thận, họ qua đường nếu có ẩu đi chăng nữa, thì mà nếu có chuyện gì xảy ra, va chạm xảy ra, thì mình vẫn là người chịu hoàn toàn trách nhiệm nha. Này, phía trước, phía bên phải đó là bệnh viện lớn nhất cái Worcester này, là St. Vincent. Mình đi khám bệnh ở đó thì nó giống như là cái resort vậy đó, rộng rãi, thư giãn, đầy đủ tiện nghi luôn. Là trong cái khuôn viên của bệnh viện nó có cả giống như cái công viên luôn nữa. Hiện tại bây giờ là cuối tháng 1 rồi, nên chờ khoảng 2-3 đợt mưa nữa là tuyết nó tan hẳn luôn, là mùa xuân sẽ đến, kết thúc cái mùa đông quá lạnh lẽo này. Còn đây là một góc các cái trụ sở lớn gần nhà mình, nhưng mình đang đi bộ về nhà. Phía bên kia xa xa là các khu đồi, mấy quả đồi lạnh, rất là lạnh ở trên đó, tại vì nó có độ cao hơn ở dưới này á. Tuyết thì nó ở dưới mấy cái gốc cây giống như bên này đây, mà ở trên đó vị trí cao hơn như vậy là lạnh hơn rất là nhiều luôn các bạn. Chỗ này là gần công viên cho nên là người ta để ghế như vậy đó, người ta để rồi ai mà đi bộ mà cảm thấy mỏi chân có thể ngồi lên. Đường thì sạch nào, tuyết thì trên cây thôi. Ở các bạn thấy cái mặt hồ xa xa không? Và mùa đông mà khoảng tầm một tháng trước mà lúc mà tuyết rơi nhiều á, và nhiệt độ xuống âm mười mấy độ C thì cái chỗ đó nó
đóng thành băng á, các bạn đứng trên đó được luôn á. Một lớp băng rất là dày, mình đứng trên đó mình trượt băng được luôn á, với điều kiện là không quá là nhiều cân nặng. Người nhẹ nhẹ thì giống như mình á thì đều là đó trượt được nha. Đây, đi được một đoạn thì nó mưa quá trời mưa. Cái xe này á, mình thấy nó rất là hay. Ở trên có thể nhìn thà lên và thẳng lên bầu trời, chỗ này lắp kính trong suốt nè, rất thích mấy loại xe như thế này sáng. Từ hồi mình qua đến giờ là mình cảm thấy rất là trầm trồ với các ngôi nhà ở bên này luôn. Họ xây nhìn nó đẹp lắm nè, mà nó nhỏ nhỏ thôi, nó không cần phải quá đồ sộ, nhỏ nhỏ như vậy nhưng mà nó rất là ấm cúng. Nó cần như vậy để có cái sự ấm cúng trong mùa đông nha. Rồi khi mà Linh lái xe trên đường là phải nhường cho các xe công cộng hết, đặc biệt là mấy cái xe cảnh sát, xe cứu hỏa, cứu thương, mình phải tấp vào lại bên phải hoặc là phải chạy chậm lại để nói chung là tạo một cái lối đi cho người ta thuận lợi, cho người ta không được cản trở người ta. Đặc biệt nhất là school bus, xe chở học sinh đó, nếu mà cái bảng tín hiệu mà người ta đưa ra mà mình còn di chuyển mình vượt lên đó, là phạt, có giấy gửi về phạt $500 lên hoặc hơn liền. Bởi vì luật pháp đây là trẻ em là số 1, trẻ em là trên hết nha, phải bảo đảm an toàn cho trẻ em đầu tiên. Yeah, mấy cây bông này nó đã thức dậy hết rồi các bạn, nó đang chuẩn bị nở xòe, nở bung ra luôn đó. Đó, sau cơn mưa nè, sau 2-3 cơn mưa nữa là băng tan hết luôn, là nắng lên là nó nở hoa rầm suốt rộ đến luôn. Giờ bạn, giờ mình mới để ý là cái thời gian đó là tháng 4 ngày 5 rồi nha, mà các bạn thấy vẫn còn rất là nhiều tuyết không, là mùa đông nó vẫn còn đang chưa chịu, vẫn còn vương vấn á, mùa đông vẫn còn vương vấn ở đâu đây nè, mà tháng 4 rồi á, cho nên nếu mà nói thực sự mà ấm á, và băng tan hết thì cũng phải đợi đến tháng 5. Và mùa xuân là sẽ bắt đầu từ tháng 5 á các bạn. Ta-da! Đó, các bạn nhìn thấy cái cây này không? Đó, nó hoa nhiều như vậy, có nghĩa là mùa xuân đã tới rồi các bạn ơi. Những đám mây rất là đẹp luôn. Trời trong xanh. Đó. Wow các bạn. Hoa kìa. Hoa lá quá trời. Có mấy cái cây, cây khô thì nó chưa có lên hoa, nhưng mà đây thì hoa quá rồi, hoa đầy hoa luôn. Cái ngập tràn bông. Cây này bông toàn hoa không à. Nè. Hoa nó mọc hết bông luôn, bông xong bắt đầu nó mới lá nha. Quá dữ. Đó. Đẹp, đẹp thật sự. Ở bên Washington DC thì đang là mùa hoa anh đào nha. Mọi người đổ xô lên trên đó để mà ngắm, để mà chụp hình, để chứ có những bức ảnh đẹp lung linh. Còn nhà mình thì mình có mấy cái cây này để ngắm cũng an ủi lắm á. Wow. Màu trắng sữa. Wow, thật sự. Phải trầm trồ á, ai thấy cũng phải trầm trồ luôn nha. Một góc này nè, một góc cái sân nhà bên hông nhà mình là có mấy cái cây này nở rộ đó. Đẹp một cách ấn tượng luôn.
Cây này là ấn tượng nhất rồi đó. Cảm ơn các bạn đã xem những video chia sẻ của mình nha. Mình quay tới khơi gốc mà mùa xuân nó tới đó. Là nguyên một phần, từ phần 1 đến phần 3 này á, là xuân hạ thu đông rồi tới xuân nữa. Đi một vòng tuần hoàn như vậy để các bạn có thể cảm nhận được tất cả các mùa ở Massachusetts, đặc biệt ở là ở Worcester này ha. Hy vọng các bạn có thể tìm thấy những cái điều hữu ích từ những cái video của mình chia sẻ với các bạn. Còn một điều rất là thú vị nữa mà mình mới phát hiện ra trong mùa hè năm nay đó là cái thu hoạch là đi hái trái cây nha. Cái niềm yêu thích rất là lớn của mình luôn á. Để các bạn có thể tham khảo trên cái bảng này. Tháng 6 mình đi hái dâu. Tháng 7, tháng 8 đi hái blueberry Việt Quốc á. Rồi tháng 6 đến cuối tháng 7 là cherry blackberry. Rồi tháng 8, cuối tháng 8 là có, cuối tháng 8 là mình có hái đào nè. Rồi tháng 8 tới tháng 10 sẽ là hái táo. Và đến mùa bí ngô. Rất là vui luôn và không có tốn tiền nhiều. Là một vé là khoảng 14 đồng hoặc là hơn một xíu. Thì mình có thể ở trong đó mình vừa hái vừa ăn cả ngày luôn. Rồi mình còn hái đầy dung cái giỏ để mình mang ra. Rồi mình còn được vô khu vui chơi miễn phí nữa. Ở đó cũng có bán đồ ăn, nếu mà mình muốn mua thì mình bỏ tiền thêm. Nhưng mà thực sự đây là một hoạt động rất là bổ ích và giá cả lại hợp lý nữa. Các trẻ em thì đặc biệt là khuyến khích đến những cái chỗ này để cho nó không có chơi điện thoại nhiều và đưa được khám phá thiên nhiên, được hái trái cây, hái xong là ăn luôn, tại người ta trồng rất là sạch sẽ và bảo vệ cẩn thận. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để xem những video của mình. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nha. Bye bye.